Tiêm lùng chính chính mới về hôm nay nha, 22 tháng 10 nha. Dạ tiêm được hai mấy cục mới nha anh em. Đang mình IC là trước khi bán là mình đã test ok ngon lành là mình mới bán nha anh em. Thì cái này IC này ai bán cũng vậy. Mình bán thì chứ bao test bao sống cho anh em và ngoài ra là không bảo hành nha. Đó, cái đó là quy tắc bất di bất diệt của cái việc mà bán IC tiêm lùng theo xe rồi ha anh em. Đó, ai chơi cũng biết cái việc này. Đó. Mình bán một cục IC đêm lùng 99 với tháng xe này là mình bán cho anh em với giá là 900 một cục nha anh em. Đó. Ba anh em là IC nguyên zin, bao sóng, bao nổ, bao test tại chỗ cho anh em. Đó. Đây mình chuẩn bị test đi. Đó. Vậy thêm được hai mấy cục. Rẻ lắm anh em ơi. Mình về hai mấy 30 cục mình bán lên quanh 1-2 ngày là xong, chả còn cục nào đâu. Nên mình thấy về liên tục mà mình cứ up lại á, thật sự á là toàn là những lô mới chứ không có bây giờ mà có còn lô cũ để cho anh em mà chờ mua đâu. Thật sự dòng này IC này rất là hot và rất là nhiều người xài. Đẳng cấp của nó có, không cần phải quảng cáo. Nên anh em chơi cứ alo mình nha, 0933 996 32. IC đi 1 99 900 ngàn một cục.